Lý công tử, bây giờ ta tới Hạ Triều, cáo từ. Quốc tướng quân bảo trọng, chúc các ngươi giành được thắng lợi. Ông chủ Phùng, vất vả cho ông đi cùng ta một chuyến. Triển khai cách chế tạo của Lý công tử, không thiếu sức của ông được. Lão phu đã chuẩn bị xong rồi. Ngày sau gặp lại. Công tử, chúng ta có thể trở về nhà chưa? Ta mệt rồi. Về nhà thôi, về nhà thôi. Nói ra thì quả phượng tiên tử. Hả? Nếu tiên ma thiệt sự đại chiến, nếu kêu cô bảo vệ ta, cô có thể bảo vệ được không? Hả? Giỡn cái gì vậy? Ta bảo vệ ngươi. Kêu một kẻ mới bước ra từ thôn Tân Thủ bảo vệ một đại thần bằng cấp như ngươi, loại lời này ngươi sao có thể nói ra được chứ? Ồ đúng, thần tiên ca ca thích diễn, đây là tình thú. Ta, quả phượng, dư sức bảo vệ công tử. Vậy thì quá tốt rồi. Chắc không phải là Mai Nhân tới chứ? Quả phượng cô nương, cô sao lại ở đây vậy? Đi ngang qua thôi. Đi ngang qua? Quả phượng cô nương, cô ở đây làm cái gì vậy? Chắc không phải. Chắc không phải là đang nhìn trộm ta tắm chứ? Hả? Nếu đã bị phát hiện rồi, ta cũng không giấu nữa. Công tử ngươi, mùi thơm trên người rất đặc biệt, rốt cuộc sao làm được vậy? À, cô là có hứng thú với cái này sao? Vấn đề này đã làm khó ta rất lâu rồi. Là sữa tắm ta tự chế, dùng mấy loại hương hoa kết hợp lại thì ra mùi này. Sữa tắm? Quả phượng cô nương là tiên nhân, không cần tắm rửa. Thứ này cũng không có tác dụng gì với cô. Hả? Có người mới không tắm rửa đó. Tuy nhiên, ta quả thiệt không tắm. Tất kỹ, nước tắm đã pha xong cho cô rồi. Độ ấm vừa đủ, mau lên. Được, công tử. Sữa tắm? Không, không đúng. Có chỗ nào đó có vấn đề. Công tử, mùi của sữa tắm thơm quá. Bị dọa. Công tử thích diễn người phàm, tắm cũng thôi đi. Chúng ta toàn thân sớm đã không có tạp chất, bụi bặm và không bám vào người, còn tắm gì chứ? Liên quan gì tới cô? Ta cảm thấy hai người nhất định có vấn đề. Ta thử xem. Cô làm gì vậy? Đây không phải là nước của phi tiên trị hay sao? Ta biết ngay, cảm thấy kỳ lạ mà. Cô tắm sảng khoái như vậy, chắc chắn có vấn đề. Không ngờ vậy mà có chuyện tốt như này. Nước của phi tiên trị, cho dù ở thời kỳ viễn cổ, cũng là thứ cực kỳ hiếm thấy. Có thể khiến con người từ cơ thể người phàm lột xác thành cơ thể tiên nhân, là tồn tại nghịch thiên. Tuyệt vời, cô tránh ra, ta cũng ngâm thử. Cô ra ngoài cho ta. Wow, tuyệt quá. Không được, ta sắp bị cô làm cho tức chết rồi. Máu của ta cũng cho cô uống rồi, tắm chung không tới nỗi tức giận vậy chứ. Đừng nhỏ nhen như vậy. Nè, đừng có uống. Hả? Tại sao? Cái gì mà tại sao? Đây là nước tắm. Đây là nước công tử đặc biệt chuẩn bị, trân quý biết bao. Cô cũng làm chút đi, đừng lãng phí. Không cần. Ta không cần, cô đụng vào ta rồi, mau tránh ra. Ai da, chèn chút có vấn đề gì đâu. Cái đầu không biết xấu hổ.
cô đang sợ đâu đó. Ta không có nghe trộm, chỉ là có chút tò mò bên trong đã xảy ra chuyện gì mà thôi. Thiệt sự không có nghe trộm? Tiền tối không có. Là buổi sáng. Công tử, sắc mặt của người, wow, nhìn trông giống như tranh sơn thủy vậy, rất lợi hại. Sao làm được thành như vậy vậy? Quan hệ của bọn ta từ khi nào tốt vậy chứ? Hại mình cái đêm không ngủ được. Phượng Hoàng này rõ ràng là một thần tiên, còn kêu đắc kỹ dạy cô ấy đánh răng, cũng thiệt là kỳ diệu. Hey, tình bạn với con gái luôn rất kỳ diệu. Có điều ở trong thời loạn thế này, cuộc sống có thể bình yên như này cũng quá thiệt không dễ dàng. Vì để bảo vệ ngày tháng bình yên này, mình cũng quyết định phải thực hiện một số hành động. Hôm nay, ta có chuyện muốn tuyên bố.